Shalom, xin kính chào quý vị, tất cả các bạn, anh chị em trong tình yêu mến thương của Chúa. Đây là cái video khảo cứu Kinh Thánh về Sáng Thế Ký chương 10 và chương 11. Chúng ta sẽ học về cái dòng dõi của Noe cho đến Abraham. Và chúng ta sẽ học về sự kiện Tháp Ba Bên. Một sự kiện vô cùng nổi tiếng. Đây là một sự kiện đánh dấu. Đây là một sự kiện đánh dấu cái bước đệm tân tiến khoa học của con người, và nó đánh dấu một chu kỳ lặp lại. Bây giờ tôi sẽ học về cái dòng dõi các con của Noe trước. Dòng dõi các con của Noe thì chúng ta biết rồi là có Sem, Cham và Japheth. Thì dòng dõi của Sem sẽ là từ Ả Rập Trung Đông và người Do Thái và Assyria, Syria và Elam. Thì chúng ta sẽ gặp lại những cái tên Assyria, Syria, Elam, Trung Đông, Do Thái, Ả Rập này trong tất cả những tiến trình lịch sử sau. Cái này ta sẽ gặp lại rất là nhiều. Vậy là ta sẽ biết là người Do Thái ra từ Sem, và dòng dõi của dân tộc Israel chính là dòng dõi của Sem. Chúng ta biết là người Ả Rập, người Trung Đông và người Syria, Assyria sẽ là những người anh em với người Do Thái. Sẽ có tiếp theo là ta sẽ ra dòng dõi của Japheth trước nhé. Dòng dõi của Japheth chúng ta sẽ có liên quan đến chúng ta là người châu Á. Người châu Âu và người châu Á sẽ là dòng dõi của Japheth. Vậy là người châu Á chúng ta thì dòng dõi của Japheth đã di chuyển từ châu Âu đến châu Á. Và Japheth cũng là tổ tiên của dân Medi và người Hy Lạp. Người Hy Lạp tổ tiên của những cái thứ dân rất là giỏi và rất là giàu. Rồi ta sẽ sang dòng dõi của Cham. Dòng dõi của Cham thì chúng ta sẽ chắc chắn sẽ không thể quên được, đó là Canaan. Canaan chính là dòng dõi bị Noe rủa sả. Vì cái việc làm của Cham đã bất kính với Noe. Thì chúng ta sẽ nhớ là sẽ có Ả Rập, Ai Cập và phía đông châu Phi. Chúng ta sẽ thấy là người Canaan đã bị người Do Thái gần như quét sạch trên mặt đất. Đó, thì cái sự rủa sả của Noe đã ứng nghiệm như vậy. Tiếp theo là dòng dõi châu Phi, tức là người da đen, là dòng dõi của Cham, cũng bị ảnh hưởng lây cái sự rủa sả của Noe. Nên là người da đen dường như có một cái điều gì đó luôn luôn bị nép vế với người da trắng. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ thấy dòng dõi của Sem và dòng dõi của Cham sẽ chung nhau một thứ dân, đó là thứ dân Ả Rập. Dân Ả Rập này thì dân khá là trung lập, có lúc thì chống lại Do Thái nhưng có lúc thì lại không, khá là trung lập. Còn chúng ta sẽ đề cập đến dân Ai Cập thì ta sẽ nhớ rồi, dân Ai Cập là dân mà người Do Thái sẽ ở chung sống cùng, và sau đó thì Đức Chúa Trời sử dụng 10 tai vạ để xử phạt xứ Ai Cập. Sau này Kinh Thánh chúng ta sẽ học. Nhưng nói chung là từ người Ả Rập, người Ai Cập, người Châu Phi và người Canaan, dòng dõi của Cham, là đều bị ảnh hưởng bởi cái lời rủa sả của Noe. Dòng dõi riêng cái dòng dõi của Cham này. Rồi, đây là ta sẽ nghỉ kê về cái dòng dõi nhá. Vậy ta sẽ hiểu là chúng ta là người châu Á. Vậy ta là dòng dõi của Japheth. Cảm ơn Chúa, đấy một điều rất là may mắn. Cảm ơn Chúa. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ sang cái sự kiện Tháp Ba Bên. Thì cái lúc này dòng dõi của Cham, Sem và Japheth thì tất cả đã tập hợp và xây lên một cái tháp, nó gọi là cái Tháp Ba Bên, rất là cao, và nó cao đến chọc trời. Thì cái tòa nhà cao chọc trời này, mục đích của họ được xây dựng lên là để họ có đi tản ra, con cái họ có đẻ và sinh xuôi này thở ra, thì họ đi xa đâu họ vẫn nhìn thấy cái tháp này. Cái đó thể hiện một cái sự hiểu biết, một cái sự vĩ đại, một cái sự gì đó nó rất là nó đánh dấu một khoa học tối tân ở cái thời điểm này. Đấy. Thì cái điều này nó mang cái tính là để họ được nổi danh, để họ được ghi danh, để họ được nhớ tên, và đây là cái trí khôn của họ. Và họ đã thể hiện cái sự nổi tiếng của mình, nổi danh của mình. Và Đức Trời thấy cái điều này nó không đẹp lòng, vì họ là những con người gian ác và không thờ phượng Đức Trời, mà họ tập trung làm nổi danh, nổi tiếng mình, chứ họ không có
tôn vinh danh Đức Chúa Trời, Giê-hô-va. Và cũng bởi cái điều xa rời Đức Chúa Trời mà họ đã phù chú thiên văn, thờ hình tượng, phải biết làm những cái, rồi là cái bùa chú, rồi là những cái điều liên quan đến lĩnh vực tâm linh. À, cái tháp Ba Bên này nó mang một cái sự kiện, nó mang một cái tính vực tâm linh thôi. Nên là Đức Chúa Trời đã làm một việc, đó là Ngài xáo trộn ngôn ngữ của loài người. Ngôn ngữ là người để cho loài người lúc này có đa ngôn ngữ, tức là họ không hiểu cái tiếng nói của nhau nữa. Họ không hiểu tiếng nói của nhau nữa, họ có nhiều ngôn ngữ, bây giờ ta có tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Thái, tiếng Hàn, tất cả các nhiều tiếng ngôn ngữ khác nhau, mỗi người một dân tộc. Cho nên là không thể tiếp tục xây cái tháp Ba Bên này nữa, và kế hoạch tháp Ba Bên này đã bị Đức Chúa Trời phá vỡ bằng cái cách đó. Thì đó chỉ là cái sự kiện về ngôn ngữ thôi, đó là một sự kiện về ngôn ngữ. Nhưng mà đôi khi chúng ta học Kinh Thánh, chúng ta chỉ đọc và chúng ta biết rằng đó là đơn thuần là một cái sự kiện ngôn ngữ thôi. Nhưng mà mình sẽ nói các bạn sâu sắc hơn một chút về vấn đề thần học ở đây, để các bạn có thể có thêm một chút kiến thức nữa tuyệt vời hơn, để các bạn có thể vui vẻ và các bạn hứng thú hơn với cái lời của Đức Chúa Trời. Sự kiện tháp Ba Bên này nó còn là một sự đánh dấu, làm sự đánh dấu lần thứ ba, đó là ba lần Đức Chúa Trời can thiệp vào tạo vật của Ngài đã tạo lên. Đức Chúa Trời đã có ba lần can thiệp vào những gì Ngài đã tạo lên và tạo dựng. Chúng ta biết là sau khi Đức Chúa Trời tạo dựng lên trái đất muôn loài vạn vật, thì thứ bảy Ngài nghỉ, Ngài nghỉ để nhìn xem lại tất cả gì Ngài đã tạo lên, để xem là có cần phải sửa chữa, có cần phải sửa chữa bất cứ cái gì không. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã không sửa chữa gì trong ngày thứ bảy cả, và Ngài hoàn toàn nghỉ ngơi trong ngày thứ bảy. Thế nhưng sau đó Đức Chúa Trời phải làm một việc đầu tiên, đó là cất cây biết được thiện và ác đi, không cho Adam và Eva đến bên cạnh nữa, và cất luôn cả cây sự sống đi. Con người không nhìn thấy cây sự sống nữa và đuổi con người ra khỏi vườn Ê-đen. Và đồng thời, lần đầu tiên Đức Chúa Trời tác động đến những gì Ngài đã tạo dựng, đó là Ngài rủa sả đất đai và rủa sả loài người, rủa sả tạo vật của Ngài. Trừng phạt, đó là sự trừng phạt, đấy là lần thứ nhất. Lần thứ hai là Đức Chúa Trời đã làm một việc, đó là Ngài quét sạch mọi con người, quét sạch mọi thứ dân, quét sạch mọi loài vật hơi thở bằng lỗ mũi trên mặt đất, từ chim trời thú đồng cho đến các loài bò sát. Đức Chúa Trời đã tác động vào lần thứ hai. Và lần thứ ba chính là tiếp tục Ngài tác động, lần này thì Ngài tác động trực tiếp vào con người và về vấn đề ngôn ngữ, vì Ngài đã hứa rằng Ngài sẽ không tuyệt diệt bất cứ lần nào nữa, vì Ngài đã dùng cầu vồng để làm cái ấn chứng đó rồi. Cho nên là Đức Chúa Trời chỉ xáo trộn ngôn ngữ thôi, mặc dù cái lúc này là loài người cực kiêu ngạo và thể muốn thể hiện mình, muốn ghi danh tiếng mình, muốn làm những cái điều để cho người sau, thế hệ đời sau phải tôn vinh mình chứ không tôn vinh Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã hủy phá cái công việc của họ bằng cách là thay đổi những gì Ngài đã tạo dựng ban đầu, thay đổi tính chất vật lý. Thì đây là ba cái sự kiện mà ta phải nhớ, mà Đức Chúa Trời đã thay đổi những gì Ngài quyết định, thay đổi những gì Ngài đã ấn định, thay đổi những gì Ngài đã vạch định, thay đổi những gì mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên và đã cho nó được như thế. Đôi khi trong cuộc đời này chúng ta cứ nghĩ rằng là Đức Chúa Trời đã như thế thì Ngài sẽ không thay đổi đâu, Ngài đã ban hứa ban cho anh thì Ngài không thay đổi đâu, hay Ngài như này. Đó là tùy thuộc, còn tùy thuộc chúng ta nữa. Đức Chúa Trời đã đến có ba lần thay đổi các bạn nhé, ba lần thay đổi. Vậy là các dòng dõi và các con người lúc này, chúng ta thấy là họ đã lộn xộn ngôn ngữ và họ di chuyển, di tán đi. Thì thế giới bắt đầu được hình thành theo một cách mới, theo một cách mới là họ sẽ phải giáo dục lại, đào tạo lại, dạy dỗ lại, nghiên cứu lại, ngôn ngữ lại, các thứ phải làm lại, đúng không? Vì việc xây được một cái tháp Ba Bên cao đến chọc trời thì phải biết là công nghệ của họ lúc đấy, cái sự tài giỏi của họ lúc đấy nó rất là kinh khủng rồi. Nhưng mà lúc này Đức Chúa Trời đã làm một cái việc như vậy thì họ phải tái thiết lập lại thế giới theo một cách khác nữa. Thì chính bởi vì cái điều đó mà đã tạo nên chiến tranh, rồi là tất cả các vấn đề khác sau này. Vì cái sự kiện tháp Ba Bên này đã đánh dấu cái sự suy đồi đạo đức của con người một lần nữa. Từ thời ông Noe cho đến thời điểm tháp Ba Bên thì con người lại tiếp tục suy đồi đạo đức. Vậy là Adam Eva đã khiến cho dòng dõi của ông suy đồi đạo đức, làm Chúa phải tuyệt diệt,
và giữ lại mình Noe. Và sau đó thì dòng dõi của Noe lại suy đồi đạo đức, xa lánh Đức Chúa Trời, không thờ phượng Ngài, phạm tội với Chúa, kiêu ngạo, bất kính. Và Chúa lại phải làm một việc, đó là tái thiết lập thế giới một lần nữa bằng cách là đảo chỗ ngôn ngữ. Nhưng điều đó không có nghĩa là không còn sự hy vọng nào nữa cả, mà đã có một nhân vật xuất hiện ở đây, đó là nhân vật Abraham, đó là một nhân vật mang đến sự cứu rỗi cho toàn nhân loại sau này. Đơn giản là cái lúc mà Đức Chúa Trời hưởng cái mùi hương của ông Noe dâng lên làm của tế lễ khi mà ông ra khỏi tàu ấy, thì Đức Chúa Trời hưởng cái mùi hương tuyệt vời ấy, tuyệt đẹp đấy, thì Đức Chúa Trời đã hứa là Ngài sẽ không tuyệt diệt loài người nữa, nên là Ngài đã có một cái kế hoạch cứu rỗi mọi người, đó là chọn lựa một Abraham. Còn tuy nhiên thì cái khoảng thời gian mà từ Abraham cho đến khoảng thời gian của Chúa Giêsu Giáng sinh nó rất là lâu, thì theo tính toán lịch sử thì người ta tính toán này, đó là khoảng thời gian từ Adam cho đến Noe nó rơi khoảng tầm 2.000 năm, và từ Noe cho đến Đức Chúa Giêsu Christ cũng khoảng tầm 2.000 năm. Vậy là toàn bộ kinh cựu ước của chúng ta sẽ dài khoảng tầm 4.000 năm. Chúng ta sẽ có một cái bảng niên đại, lịch sử chúng ta sẽ nhìn qua. Và bây giờ chúng ta sẽ đá qua cái gia phả của ông Abraham, thì chúng ta sẽ chỉ đơn giản nhớ như thế này thôi. Thì đó là Abraham là con trai của ông Thare, cụ Naco, cháu nội của cụ Naco. Chúng ta chỉ cần nên nhớ cái tí này, tức là có Naco sinh ra ông Thare, và Thare đã sinh ra Abraham. Đó, Abraham nhân vật nổi tiếng đúng không ạ? Thì người ta tính là ông Abraham này sẽ sống vào cái khoảng thời gian đó là khoảng năm 2100 trước công nguyên, Đó. Thì người ta đã tính toán là từ khoảng thời gian từ Chúa Giêsu cho đến Abraham cũng khoảng tầm 2.000 năm mà, gần 2.000 năm. Nó tổng là niên đại của cái ước là 4.000 năm là như vậy. Vậy người ta sẽ nhớ một chi tiết, đó là ông Abraham là người trong xứ Canh Đê nhé. Thì chúng ta sẽ học về xứ Canh Đê ở bài sau. Đó là bài Sáng Thế Ký chương 12 nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong bài Sáng Thế Ký chương 12.